Kính chào cả nhà. Cuối năm rồi chúng ta có duyên gặp nhau. Hôm nay rảnh rỗi cuối năm, mình xin mới chút thời gian để mà làm một cái video khơi gợi lại những kỷ niệm của năm cũ để bắt đầu chuyển tiếp qua năm mới. Thì cũng xin chúc nhà mình tất cả những gì đã qua xin gác lại, và chúng ta sẽ bắt đầu một cái mới. Cái mới sẽ luôn luôn mới và luôn luôn hoàn hảo, hoàn mỹ, an lành, hạnh phúc. Và đây chính là cái thùng mà tương mình đã làm cách đây bao nhiêu năm rồi mình cũng không nhớ nữa. Nhưng bây giờ mình sẽ mở ra, đây là tấm kính bỏ trong thùng mốt, và ở bên trong là những cái thùng nhỏ. Đây, mở ra cho các bạn xem. Giữa trưa trời nắng, nay nắng đẹp thích hợp cho làm tương. Thì mình thấy có một cái hũ tương rất là ngon, như nó chín rồi đó, nó chín mùi rồi. Mở ra nghe mùi thơm hấp dẫn quá. Lớp muối đóng phía trên dùng để niêm. Trời ơi ngon. Tinh thể muối đóng lớp trên nè quý vị. Nhớp nước đen à, đen thui à. Cái này ngon. Cái này làm sao đem về khui ra ăn Tết mới được. Thơm quá. Cái này vừa làm sao ta. Còn đây là một hũ nữa, ở dưới có một lớp kính nữa. Còn đây là hũ tương quá đặc luôn. Ê, còn thấy nước nào quý vị. Tương tỏi nha quý vị, tôi lấy tỏi tôi ngâm. Còn trong kia là một hũ nữa, nước đã đen nhưng mà cái thì chưa đen, chưa chín mùi, nhìn cũng rất là hấp dẫn. Không lẽ giờ lấy ra cho quý vị coi luôn. Thôi cái hũ này chín rồi, bây giờ đem vô. Này quý như vàng luôn quý vị. Không phải, quý hơn vàng, đắt như kim cương. Hấp dẫn quá quý vị ơi. Thấy một cái thèm quá trời quá đất. Âm dương trời đất sau 3 năm trời, cuối cùng cũng đã được thành thụ. Tiếp tục, này mình dàn lên dây này để mình cột để chắn gió á, nó bực bay cái nắp của mình chứ không có gì hết. Cái này thì mình làm như vậy là nó an toàn vậy lắm, nó an toàn về côn trùng. Còn những chỗ khác làm mà nó không có côn trùng á, nó làm mà nó không có cái côn trùng, nó bay vô nó đậu mà nó phơ suốt ngày luôn thì mình cũng không hiểu nổi. Mình lúc mình quậy ra mình mới mùi thơm á, nó rùi nhặn đồ, mấy con rồi côn trùng con kiến rồi nó nghe cái mùi nó khoái lắm, nó bay lại đó. Mà không hiểu tại sao mà mấy chỗ kia nó làm nó phơi mà không có con gì vô. Thì cái điều này thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ để xem lại.
Giờ chúng ta sẽ tiếp tục vô thưởng thức. Sao đây? Vô đây quý vị sẽ nhìn rõ hơn. Từ nó lớp muối với quý vị. Quý vị thấy lớp muối không? Lớp muối trên đóng á. Có tình là do nó rút á, do mình phơi nắng á. Thành tinh thể nè. Còn đây là nước nè. Rồi giờ mình lấy cái tay mình bóc cục muối mình ngậm vô cho nó dương hóa cơ thể lên rồi. Không cho quý vị thấy sợ quý vị nó mất vệ sinh. Mà thực tế thì không kiềm chế nổi. Nè quý vị ơi, nè quý vị. Trời ơi, lớp dưới người ta gọi là miso quý vị ơi. Còn lớp này lớp gọi là lớp muối nè. Nghe thấy chưa? Cái tinh thể này nè. Cái muối này nè. Cực kỳ luôn quý vị ơi. Trời ơi. Cái gì mà ngon quá. Còn dưới là miso nha quý vị. Miso đó. Ủa hai con đẻ hết rồi cô Nga? Hai con đẻ hết rồi không? Hai con đẻ hết rồi không? Đâu chưa? Con đó có đẻ phải không? Có đẻ không? Thôi thấy bụng khẹp quá à. Thấy cái bụng khẹp nè. Không thấy đẻ.